Mẹ ăn chay lại bắt con ăn chay, khổ thân con lắm mẹ ơi. Ăn chay thì rất là tốt cho sức khỏe của mẹ, tuy nhiên lại không tốt cho sức khỏe của con, vì điều này có thể làm cho con thiếu hụt trầm trọng một số chất dinh dưỡng. Đầu tiên là con có thể thiếu vitamin B12 và thiếu đạm. Tình trạng thiếu vitamin B12 và thiếu đạm có thể khiến con bị kém phát triển trí tuệ và thiếu máu. Tiếp theo là con có thể thiếu một số cái vi chất quan trọng, ví dụ như là sắt, canxi và omega 3. Những cái vi chất này thì đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển xương và hệ thần kinh. Cái việc thiếu những cái vi chất này thì có thể khiến cho con chậm phát triển về thể chất và trí tuệ, đặc biệt là trong cái giai đoạn từ 0 đến 5 tuổi. Vì vậy, cơ thể con cần nhiều những cái chất dinh dưỡng đa dạng hơn người lớn rất là nhiều. Vì vậy, cha mẹ hãy thật sự cân nhắc nếu muốn cho con ăn chay ở trong cái giai đoạn này, vì tương lai của con, thay vì những cái quan điểm cá nhân của bản thân mình, cha mẹ nhé.